Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Trung Quốc đòi bắn tàu Mỹ đang hoạt động tự do hàng hải ở gần Hoàng Sa Thùng thuộc vùng chủ quyền đặc quyền kinh tế của vùng biển ở Việt Nam. Các quan chức hải quân Mỹ ngày 28 tháng 4 đã xác nhận với USNI News rằng Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Barry DDG-52 đã tiến hành một loạt hoạt động tự do hàng hải Pornhub theo đúng tinh thần luật pháp quốc tế trong khu vực gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Cùng ngày, nhà công quyền Cộng sản Trung Quốc cho biết họ đã sắp xếp tàu và máy bay để theo dõi giám sát, xác minh, xác định và xua đuổi một tàu chiến Mỹ đi vào vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa. Thông tin này được các quan chức quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA cho biết, công khai trên các phương tiện truyền thông xã hội của Trung Quốc. Theo Hải quân Mỹ, hành động tiến vào khu vực quần đảo Hoàng Sa của tàu khu trục tên lửa USS Barry DDG 52 là một hoạt động tự do hàng hải bình thường trong vùng lân cận của chuỗi đảo ngoài khơi Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên phía Trung Quốc lại cố tình ngang ngược cho rằng hành động của tàu USS Barry mang hành động khiêu khích và vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển và lợi ích an ninh của Trung Quốc. Hành động này còn được Trung Quốc cho rằng Mỹ đang cố tình gia tăng rủi ro so an ninh khu vực và có thể dễ dàng gây ra những sự cố bất ngờ. PLA còn tuyên bố rằng hải quân Trung Quốc sẽ buộc USS Paris rời đi khỏi biển Đông nếu không họ sẽ dùng vũ lực để trục xuất Paris ra khỏi vùng khu vực này. Đây được xem là một tuyên bố ngang ngược cố tình khiêu chiến Trung Quốc để thực hiện âm mưu xâm chiếm Biển Đông, trong khi vùng biển này hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhưng Trung Quốc lại ngang nhiên tiến sâu vào vùng lãnh hải, còn đòi dùng vũ lực ngay trên vùng biển không phải của mình. Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố rằng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA đã buộc tàu USS Barry rời khỏi khu vực quần đảo Hoàng Sa, thì một quan chức Hải quân Mỹ khẳng định rằng hoạt động của tàu chiến Mỹ vẫn được tiến hành theo kế hoạch mà không gặp phải bất kỳ hành vi thiếu an toàn hay thiếu chuyên nghiệp nào từ các máy bay hoặc tàu chiến của Trung Quốc. Trước đó, tàu USS Barry của Hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan hai lần trong tháng này. Ngoài ra, khu trục hạm tên lửa dẫn đường này còn tham gia có hoạt động tập trận chung ở Biển Đông với tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill CG-52, tàu tấn công đổ bộ USS America LHA-6 và tuần dương HMAS Paramatha của Australia hôm ngày 22 tháng 4 năm 2020 vừa qua. Kim Jong Un giả chết tránh dịch. Một cô gái đào thoát Triều Tiên tiết lộ nội tình mới đây. Bắc Jeon Mi, cô gái trẻ nổi tiếng may mắn đào thoát khỏi Triều Tiên tiết lộ rằng Kim Jong Un đang giả chết. Ông ta hiện đang ở Wonsan để tránh dịch theo NTD TV. Mấy ngày nay, các tin đồn liên quan đến tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un liên tục được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, thu hút sự quan tâm của người dân thế giới. Đến nay, truyền thông chính thức của Triều Tiên vẫn chưa công bố hình ảnh mới nhất về nhà lãnh đạo nước họ. Điều này đã dấy lên nhiều đồn đoán từ giới quan sát ở bên ngoài. Bắc Chon Mi là một cô gái trẻ may mắn đào thoát khỏi Triều Tiên, Cô là tác giả cuốn sách có tên Vì để sinh tồn, hành trình đến tự do của một cô gái Bắc Triều Tiên. Cô cũng đi khắp thế giới kể cho mọi người nghe về những đau khổ bất hạnh của người dân Triều Tiên khi sống dưới chế độ độc tài của nhà họ Kim. Ngày 27 tháng 4, cô đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình rằng để không phụ lòng những người ủng hộ, cô thấy mình phải có trách nhiệm nói rõ sự thật về Kim Jong-un Cô nói rằng theo thông tin mà cô nhận được Kim Jong-un không chết cũng không bệnh Chỉ vì ông ta sợ mình bị lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán nên mới ẩn thân Ông ta sẽ trở lại nhanh thôi Chứng minh tất cả chúng ta đã sai Cô Park Jun Mi nói rằng cô hy vọng rằng tất cả các thông tin cô có được đều sai Nhưng độ tin cậy của những nguồn tin này là khá cao Ông cũng Cô cũng đề cập rằng Mặc dù Triều Tiên đã dối gạt thế giới tuyên bố rằng không có ca lây nhiễm nào được xác nhận ở nước này, kỳ thực thì dịch bệnh từ sớm đã vượt khỏi tầm kiểm soát ở nước này. Các kênh truyền thông chính thức của Triều Tiên liên tục nhiều ngày đưa tin về Kim Jong Un nhưng trong báo cáo trước sau không công bố hình ảnh chụp mới nhất của Kim Jong Un. Theo phân tích theo phân tích từ những tấm hình vệ tinh chụp được từ các cơ quan nghiên cứu Triều Tiên ngày 21 đến ngày 23 tháng 4. Đoàn tàu chuyên dụng của Kim Jong Un đã đậu tại ga lãnh đạo ở thành phố Wonsan, khu khu nghỉ mát nổi tiếng của nhà họ Kim, nhưng không rõ ông Kim Jong Un có ở Wonsan hay không. Theo tờ Tokyo Shimbun ngày 23 tháng 4, một nhân sĩ thảo tin về tình hình ở Triều Tiên cho biết tùy tùng của Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng đã bị nhiễm virus Vũ Hán. Kim Jong-un lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình nên đã chuyển từ Bình Nhưỡng đến thành phố Gonsan, thủ phủ tỉnh Kangwon. Một quan chức cấp cao của Nhật Bản nói rằng đây là Kim Jong-un nguyện ý tự mình cách ly sau khi tham dự hội nghị trung ương ở Bình Nhưỡng vào ngày 11 tháng 3. Kim ở trong một biệt thự đặc biệt ở thành phố Gonsan, Nguồn tin cho biết mặc dù chính phủ Triều Tiên trước đó đã nhiều lần tuyên bố không có ca lây nhiễm nào ở nước này, nhưng biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc dài đến 1.300 km nếu muốn ngăn chặn hoàn toàn virus xâm nhập gần như không thể. Một bài báo của Ủy ban Điều tra Nhân quyền Bắc Triều Tiên hồi tháng 4 nói rằng dịch bệnh ở Triều Tiên nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng không chỉ vì hệ thống y tế của Triều Tiên yếu kém mà còn do người dân Triều Tiên suy dinh dưỡng trong thời gian dài, khả năng viễn dịch thấp và những người bị lây nhiễm và mất mạng bên trong Triều Tiên có thể gần 3 triệu người. Vào ngày 26 tháng 4 tờ Washington Post đưa tin người dân Triều Tiên gần đây cũng đã đặc biệt chú ý đến sự vắng mặt của Kim Jong Un và giới tinh anh ủng hộ Kim cũng nghe thấy nhiều tin đồn khác nhau. Ở Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên gần đây cũng xuất hiện tình trạng gom hàng. Trước tiên, mọi người đổ xô đi mua đồ nhập khẩu và sau đó mua lượng lớn đồ nội địa như cá đóng hộp và thuốc lá. Người dân địa phương đã tích trữ mọi thứ từ bột giặt gạo đồ điện tử đến rượu. Báo cáo cho hay nhân sĩ thảo tin của Triều Tiên nói rằng máy bay trực thăng không ngừng bay trên bầu trời của Bình Nhưỡng và các chuyến tàu qua lại giữa Triều Tiên và biên giới Bắc Trung Quốc đều bị gián đoạn. Theo Thi Jong Hu, cựu phó đại sứ của Bắc Triều Tiên ở Anh Quốc nói với Reuters rằng trong quá khứ khi giới quan sát đưa ra những nghi vấn về Kim Jong Un, các quan chức Triều Tiên ngay lập tức sẽ có hành động phản biện chứng minh ông ta vẫn còn sống và khỏe mạnh, nhưng lần này lại im ắng một cách lạ thường. Ông nhấn mạnh rằng sự vắng mặt của Kim Jong Un tại lễ hội mặt trời vào ngày 15 tháng 4 là trường hợp chưa từng có trước đây, điều này cho thấy ông ta có thể gặp chuyện. Ngoài ra, Triều Tiên còn có nhiều dấu hiệu bất thường. Vài ngày trước, thủ đô Bình Nhưỡng đã bị phong tỏa toàn diện, mọi hoạt động đã dừng lại. Xem xét tình hình hiện tại của Bình Nhưỡng và các khía cạnh quân sự khác, Bình Nhưỡng chắc chắn đã có chuyện. Tổng thống Donald Trump nói biết tình trạng của Kim Jong Un Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông biết Kim Jong-un đang ra sao và hy vọng Kim sẽ ổn. Trong khi tình trạng sức khỏe của Kim Jong-un đang được thông tin theo nhiều chiều khác nhau, hôm ngày 27 tháng 4, ông Trump đã cho biết khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của Kim Jong-un tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Tôi không thể nói chính xác với các bạn. Đúng, tôi có biết nhưng tôi không thể nói về điều đó vào lúc này. Tôi mong ông ấy khỏe. Tổng thống Donald Trump cũng cho biết bí ẩn sẽ sớm được tiết lộ. Tôi hy vọng ông ấy ổn, nói một cách tương đối thì tôi biết ông ấy ra sao. Chúng ta sẽ thấy, có lẽ các bạn sẽ được nghe thông tin trong tương lai không xa, ông Trump nói. Thông tin về việc liệu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có phải phẫu thuật tim hay không là một chủ đề gây đồn đoán dữ dội trong những tuần gần đây. Daily NK, một trang web có trụ sở ở Seoul, báo cáo vào tuần trước rằng ông Kim đã hồi phục sau khi trải qua một ca phẫu thuật tim mạch vào ngày 12 tháng 4, trích dẫn một nguồn tin giấu tên ở Bắc Triều Tiên. Reuters dẫn trích thông tin kèm theo khẳng định chưa thể xác nhận tính chân thực của bài báo. Theo hình ảnh vệ tinh được quan sát bởi 38 nốt một dự án giám sát Triều Tiên có trụ sở tại Washington. Con tàu đặc biệt nhiều khả năng phục vụ cho Kim Jong-un đã được phát hiện vào tuần trước tại thị trấn nghỉ mát Wonsan của Triều Tiên. Cả thế giới đang chuẩn bị hồ sơ để kiện Trung Quốc quốc gia tòa quốc tế. Một chiến dịch kiện Trung Quốc đang được khởi động rầm rộ trên toàn thế giới, từ Ấn Độ đến Mỹ qua Italia, Ai Cập Nguyên đơn cũng đủ các thành phần từ cá nhân doanh nghiệp cho đến tiểu bang. Nhưng con đường để thắng kiện được Trung Quốc với tư cách là một quốc gia có chủ quyền còn nhiều lắm những trồng gai. Đạo luật miễn trừ đối với quốc gia có chủ quyền FSIA là một rào cản quan trọng tại Mỹ giúp cho Trung Quốc đánh được tránh được việc phải hầu tòa. Tờ Washington Post dẫn quan điểm của ông John Bellinger 3 nguyên cố vấn pháp lý của Bộ Ngoại giao Mỹ giai đoạn 2005 đến 2009 và nguyên cố vấn pháp lý cho Hội đồng An ninh Quốc gia giai đoạn 2001 đến 2005 dưới thời của Tổng thống George Bush cho rằng những vụ kiện này sẽ bị lờ đi vì các chính phủ nước ngoài được hưởng quyền miễn trừ quốc gia khỏi viện kiện tụng tại tòa án Mỹ, căn cứ theo đạo luật miễn trừ đối với quốc gia có chủ quyền FSA. IE. Đạo luật phê chuẩn năm 1976 này nêu rõ các chính phủ có chủ quyền không thể bị kiện tại tòa án các quốc gia khác. Tương tự tờ USA Today dẫn quan điểm của ông Solathan Tully, giáo sư luật hiến Pháp tại Đại học George Washington cho rằng những vụ kiện thế này là cực kỳ khó khăn vì Trung Quốc đường Trung Quốc được bảo vệ bởi FSIT Dĩ nhiên cũng có một số yếu tố ngoại lệ liên quan đến các hoạt động thương mại hoặc hành vi gây hại của Trung Quốc ở Mỹ. Tuy nhiên chưa có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc đã cố ý gây ra những hành động sai trái ở Mỹ hay đại dịch virus Vũ Hán phát sinh từ các hoạt động thương mại của Trung Quốc tại Mỹ. Giáo sư Jonathan nói thêm những ngoại lệ này là khá hẹp và hiếm khi được các tòa án Mỹ chấp nhận. Trên lê Figaro Magazine, hai luật sư là... Pierpaoli và Odiema cũng nhất định về mặt luật pháp. Các động thái này khó thể có thể đạt được kết quả. Công cụ đầu tiên của các nhà nước có được là quy định về vệ sinh dịch tễ quốc tế, đó là Điều lệ Y tế Thế giới (ISA). Các nhà nước có nhiệm vụ phải hành động để phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm lây lan. Việc báo cáo đại dịch phải được nhanh chóng tiến hành trên cơ sở các thông tin cụ thể và hoàn chỉnh. Thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc đã vi phạm các điều 6 và 7 của quy định này vì đã không thông báo về các dữ liệu cho thấy rằng bằng chứng về virus corona lây từ người sang người, đợi tới 3 tuần lễ sau mới báo. Tuy nhiên, trong điều lệ y tế thế giới không dự trú các biện pháp trừng phạt đối với các nhà nước không tôn trọng quy định này. Tòa án Công lý Quốc tế ICG cơ quan tư pháp chính của Liên Hợp Quốc có thể vào cuộc. Tuy nhiên, chỉ có những nhà nước tự nguyện chấp nhận quyền xét xử của cơ quan này mới phải tôn trọng phán quyết. Nói cách khác, có thể có việc Trung Quốc chấp nhận thẩm quyền của tòa án công lý quốc tế trước nguy cơ bị kết án và như vậy các bản án của tòa không thể thực hiện. Về phần tòa án hình sự quốc tế ICC thì có thẩm quyền xét xử tội ác chống nhân loại Hiện nay, tòa án đang thụ lý hai đơn kiện của nhà nước thành viên có liên quan đến dịch virus Vũ Hán, một đơn nhắm vào các nhà lãnh đạo Trung Quốc, đơn kia vào Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, và đơn này dựa vào điều 7 của Hiệp ước Rome định nghĩa tội ác chống nhân loại là một cuộc tấn công toàn diện hoặc có thể có hệ thống vào thường dân hay các hành động vô nhân đạo cố tình gây ra đau đớn khủng khiếp tuy không thể thời kiện ra tòa án hình sự quốc tế với tư cách pháp nhân dành riêng cho các nhà nước nhưng ngược lại các thể nhân vẫn có thể cung cấp thông tin cho tòa nếu công tố viên nhận định là nghiêm túc thì tòa có thể mở điều tra trên cơ sở này có điều để đánh giá là cố ý rất khó để khẳng định nhà cầm quyền trung quốc cố tình sát hại người dân trong trường hợp dịch virus vũ hán Hai luật sư người Pháp đã chỉ ra sự bất lực của luật pháp quốc tế cũng như các tổ chức quốc tế trong những tình huống cụ thể như trường hợp này của Trung Quốc. Các luật sư nhận định, dù sao đi nữa có khả năng Trung Quốc chấp nhận thẩm quyền của tư pháp quốc tế và Bắc Kinh sẽ tìm mọi cách để trốn tránh trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật. Có lẽ đây là một trong những lý do khiến cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà Trung Quốc làm chủ tịch luân phiên kể từ tháng 3 năm 2020 giữ im lặng. Tranh cãi gần đây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là một thí dụ điển hình nhất. Washington đã yêu cầu ghi vào văn bản chính thức xuất xứ của con virus là từ Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh kiên quyết bác bỏ, dù sự thật đã giành danh, sự chối từ trách nhiệm này ngăn chặn hoạt động của cơ chế Liên Hiệp Quốc và cho thấy thất bại của định chế đa phương. Trước việc Nga và Trung Quốc liên kết với nhau, có thể chắc chắn rằng chỉ có những nghị quyết mang tính tham khảo chứ không phải cưỡng chế mới có thể được ban hành. Tiếc thay, luật quốc tế thất bại về chủ đề này, một lỗ hổng pháp lý cần nhấn mạnh trong các hoàn cảnh đặc thù. Không có đòn bẩy luật pháp nào để đưa Bắc Kinh ra trước công lý. Với những nỗ lực không giới hạn, giới lập pháp Mỹ cũng đang tìm cách soạn luật nhằm loại bỏ quyền miễn trừ quốc gia của Trung Quốc tại các tòa án Mỹ. Hai thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa là Tom Cotton và George Hawley đã soạn thảo luật nhằm tước bỏ quyền miễn trừ quốc gia của một chính phủ nước ngoài bất vì bất kỳ hành động nào nhằm cố tình che giấu hoặc bóp méo thông tin về sự thật tồn tại cũng như bản chất của virus Vũ Hán ông Howley cáo buộc Trung Quốc đã buông lỏng đại dịch virus Vũ Hán và cần trao thêm quyền cho người Mỹ cũng như các nạn nhân khác trên thế giới để được đền bù những tổn thất. Dư luật của hai thượng nghị sĩ mang tên luật công lý cho nạn nhân virus Vũ Hán nhằm trao cho Bộ Ngoại giao thẩm quyền điều tra Trung Quốc xử lý dịch và tìm cách bồi thường từ chính phủ của Trung Quốc cho các bệnh nhân hoặc thân nhân của người đã tử vong vì virus Vũ Hán. Điều đáng chú ý là luật này nếu được thông qua sẽ cho phép công dân Mỹ kiện đích danh Đảng Cộng sản Trung Quốc, một tổ chức chính trị vì dịch virus Vũ Hán. Dự luật của ông Cotton và ông Hawley có vẻ được căn cứ theo mô hình luật công lý chống tài trợ chủ nghĩa khủng bố, Justa, được Quốc hội Mỹ thông qua năm 2016. Luật này cao hơn cả lệnh phủ quyết của tổng thống cho phép người Mỹ được khởi kiện chống lại Saudi Arabia và các chính phủ khác vì những hành động ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên theo báo Washington Post, ngay cả khi luật được kích hoạt, những nỗ lực ấy vẫn không thể giúp cho người Mỹ thắng kiện, thậm chí còn gây phản ứng ngược khi Bắc Kinh có động thái đáp trả. Bởi lẽ nguyên tắc miễn trừ các quốc gia có chủ quyền được thực hiện trên cơ sở có đi có lại việc mỹ tôn trọng nguyên tắc này dĩ nhiên không phải vì ủng hộ quốc gia nào khác mà bởi vì họ kỳ vọng các nước khác cũng tôn trọng và bảo vệ quyền miễn trừ đó với mỹ washington đã từng phản ứng dữ dội khi các nước khác cho phép điều tra chính phủ cũng như quan chức mỹ vì những hành động quân sự gây tranh cãi theo lý đó có qua có lại này không ngạc nhiên khi Trung Quốc cũng có thể trả đũa bằng cách cho phép người dân nước họ khởi kiện chính phủ Mỹ hay các quan chức Mỹ tại Trung Quốc vì các cáo buộc nói Trung Quốc đã cố tình làm ra còn virus Vũ Hán. Trên thực tế, sau khi bỏ phiếu phê chuẩn luật công lý chống tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố năm 2016, một số nghị sĩ Cộng Hòa ngay lập tức bày tỏ lo ngại. Lãnh đạo phe đa số Thượng viện ông Mitch Amos Cornell nói việc xóa bỏ quyền miễn trừ của các chính phủ nước ngoài có thể gây ra những hậu quả không mong muốn. Vậy cộng đồng quốc tế có thể lách qua khe cửa hẹp để đòi lại công lý. Chuyên gia John ba cho rằng mặc dù không kiện nhưng chính quyền Mỹ vẫn có thể buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm theo những cách khác. Chẳng hạn Mỹ nên có một ủy ban lưỡng đảng được ủy thác trách nhiệm điều tra về nguyên nhân cũng như sự lây lan của virus Vũ Hán chủng mới. Có hay không chuyện Trung Quốc che giấu hay xuyên tạc thông tin về đại dịch? Ông cũng nghĩ Washington nên công khai yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về đại dịch virus Vũ Hán và hối thúc các chính phủ khác cũng làm tương tự như vậy. Stephen Carter viết trong một ý kiến trên trang Bloomberg ở Hoa Kỳ hôm 24 tháng 3 năm 2020 rằng không thể nào kiện đích danh chính phủ Trung Quốc được. Nhưng nếu các công ty Trung Quốc bị chứng minh là không phải bộ phận của chính phủ để hưởng ứng chủ quyền miễn tố thì họ có thể là đối tượng của các vụ kiện tập thể theo luật của Hoa Kỳ. Hai luật sư Hoa và Mada cũng hé mở những hy vọng trên Figaro Magazine rằng Tuy vậy, không nên thối chí, vẫn có thể sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế và thuế quan. Bên cạnh đó là tấn công ngoại giao và gây áp lực thường xuyên về mặt đạo đức để buộc Trung Quốc phải trả giá cho hành động của mình đối với cộng đồng quốc tế. Như vậy cần có lòng can đảm và tình liên đới của thế giới để áp đặt các cuộc điều tra độc lập trên lãnh thổ Trung Quốc để tìm hiểu về nguyên nhân của khủng hoảng và tránh không để thảm họa tái diễn trong tương lai. Hàng trăm nghìn người trên thế giới đã thiệt mạng vì con virus xuất phát từ Vũ Hán, cũng với những cái chết tức tuổi trong cô đơn đau đớn. Hàng triệu người bị nhiễm bệnh, sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề, hàng tỷ người phải sống trong sự giới nghiêm, phong tỏa. Toàn cầu phải gánh chịu cuộc khủng hoảng cả về y tế và kinh tế vì đại dịch. Trong khi đó, nhà cầm quyền Trung Quốc tìm cách lấp liếm viết lại lịch sử, thậm chí còn tung hỏa mù để đổ tội cho nước khác. Bắc Kinh nhân cơ hội thế giới lao đao vì đại dịch để tung ra chiến dịch ngoại giao khẩu trang nhằm tuyên truyền gây thành thế, làm áp lực. Không dừng lại ở đó, các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc ở nhiều nước còn ngang nhiên loan tin giả chê bai chính quyền của các nước sở tại đang phải căng mình chống viêm phổi Vũ Hán. Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm rất lớn trong việc để lại đại dịch lan ra toàn thế giới, mặc cho những trở ngại về pháp luật để có thể đưa Trung Quốc ra một tòa án quốc tế và thi hành bản án. Nhưng không có gì là không thể nếu cộng đồng quốc tế cùng nhau đoàn kết và quyết tâm trừng phạt nhà cầm quyền Bắc Kinh, một nhà nước theo thể chế cộng sản độc tài, đầy bất công. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi